Nếu yêu thích tu tiên, huyền huyễn, hãy đến với Góc Vân Anh, nơi tổng hợp những bộ truyện tu tiên, huyền huyễn hay nhất, nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nhé, cảm ơn mọi người. Chương 4041, Tuế Nguyệt Chi Thuật. Thời gian không tồn tại sao? Nhìn chằm chằm vào đồng hồ cát đầy cát vàng ở phía trước, nếu đồng hồ cát đại diện cho thời gian, có thể không có đồng hồ cát trôi qua sẽ mất chức năng tính toán thời gian. Tiêu Viêm đưa tay ra, đi qua đồng hồ cát. Nắm lấy một trong những cát, và Tiêu Viêm năm ngón tay càng mạnh, càng có nhiều cát chảy từ ngón tay. Trong những năm tháng của bất hủ, mọi thứ vẫn như bình thường, không bao giờ thay đổi, và tôn thượng cũng được, tồn tại diệt vong là không thể tránh khỏi. Bất hủ chi thần từ từ mở miệng, trong khi Tiêu Viêm nhìn đồng hồ cát trong mắt vẫn lộ ra vẻ khó hiểu, với đẳng cấp hiện tại, ngược lại chưa bao giờ chú ý đến thời gian. Tất cả tâm trí của Tiêu Viêm được đặt trên tu luyện, và bây giờ sau khi đạt đến tổ cảnh đấu thần, mặc dù vẫn còn giới hạn tuổi thọ, miễn là không tiêu thụ tuổi thọ, ít nhất là có gần 1 triệu năm tuổi thọ, vì vậy hầu như không phải lo lắng về tuổi thọ. Tất nhiên, điều này chỉ nhắm vào những người có thể tiếp tục đột phá thực lực, trong khi hàng triệu tuổi thực sự không phải là ít, bọn hắn không thể phá vỡ bất hủ, tuổi thọ cuối cùng cũng sẽ đi đến hồi kết, không thể thoát khỏi kiếp vòng luân hồi. Vì vậy, bọn hắn càng điên cuồng hơn với việc tu luyện, bọn hắn theo đuổi bất hủ đến mức độ cực kỳ khủng khiếp. Đặc biệt là những người gần thọ nguyên, bọn hắn sẽ bằng mọi giá để tranh giành chi khí thế giới. Có thể thế giới chi khí nhưng không phải là tranh giành có thể đạt được, muốn đột phá đến bất hủ, được viết vào bài hát bất diệt, những gì cần thiết là sự công nhận từ thế giới, đến bước này, đã không phải là không cần phải cố gắng để có thể nói. Vậy đã như vậy, năm tháng rốt cuộc có thể nghịch hay không có thể nghịch? Tiêu Viêm không thể hiểu được ý nghĩa của nó, đồng hồ cát đầy cát là trong sự tồn tại của những năm phủ định. Vậy phải xem là ái tuế nguyệt. Bất hủ chi thần trả lời Tiêu Viêm. Dòng sông dài của thời gian ẩn chứa chẳng lẽ phải có tất cả sinh linh sao? Tiêu Viêm thậm chí còn bối rối hơn. Đương nhiên là, tất cả sinh linh tồn tại mới có thể tồn tại của nó. Không có sinh mệnh hà đâu đến sông dài chỉ là ghi lại hàng ngàn sinh linh trong đó mà thôi. Bất hủ chi thần tiếp tục trả lời, không thiếu kiên nhẫn với các câu hỏi liên tiếp của Tiêu Viêm. Mặc dù vậy, tại sao tuế nguyệt chi thuật đảo ngược thời gian nói? Tiêu Viêm cau mày, nếu nói trống rỗng chỉ sợ phải hoài nghi, nhưng thực sự bị tổ sất coi là mục tiêu thi triển thuật này, đó chính là đang thụt lùi năm tháng. Vui vẻ. Ai nói với người tuế nguyệt chi thuật là thời gian đảo ngược? Bất hủ chi thần cũng tỏ ra nghi ngờ. Tổ sất đã thực hiện thuật này với ta, nhẹ nhàng trải nghiệm. Tiêu Viêm nghiêm túc nói. Ha ha, thật là mất mặt, nhưng chỉ là thủ đoạn tái tạo ký ức, người cẩn thận ngẫm lại. Hắn nếu thi triển là tuế nguyệt chi thuật, vì sao động tác tái tạo chỉ có ngươi? Bất hủ chi thần nói, nó không nói rằng Tiêu Viêm vẫn chưa được phát hiện, có vẻ như thực sự chỉ có hắn ta dường như thời gian rút lui, lặp lại tất cả các hành động trước đó. Và điều này mang lại cho Tiêu Viêm một cảm giác thụt lùi thời gian. Nếu tuế nguyệt chi thuật thực sự, lùi lại là toàn bộ dòng sông dài, để cho dòng sông dài khổng lồ này ngược dòng, những điều này chỉ đơn giản là chỉ muốn suy nghĩ tất cả cảm thấy khủng khiếp. Tiêu Viêm trong nội tâm suy nghĩ, thực sự là khoảnh khắc bị tổ sất dọa. Vậy thuật này có thể là ngươi truyền? Tiêu Viêm hỏi lại, cho nó một lời mở chế giễu hay nó, thực sự làm cho Tiêu Viêm không thể hiểu được. Đúng vậy, ta cũng học được từ những người khác, tên ban đầu của đấu kỹ này là hỗn hồn thuật, nhưng ta nghĩ rằng tên là một chút đất, vì vậy thay đổi. Bất hủ chi thần vẻ mặt nghiêm túc nói, Tiêu Viêm thực sự cảm thấy buồn cho tổ sất, nhưng một vị thần đã lừa dối. Tiêu Viêm nghe vậy khóe mắt co rút, vốn tưởng rằng là thuật đại năng, nói như vậy, dường như trong nháy mắt đem đẳng cấp của đấu kỹ kéo xuống không ít. Nhìn biểu cảm có phần ghét bỏ của Tiêu Viêm, khóe miệng bất hủ chi thần từ từ nhếch lên, dường như đang cố tình khiêu khích Tiêu Viêm. Ngươi có muốn học tuế nguyệt chi thuật thực sự không? Bất hủ chi thần hỏi, Tiêu Viêm nghe vậy lập tức ngẩng đầu nhìn về phía nó. Tuế nguyệt chi thuật thực sự là gì? Tiêu Viêm khó hiểu. Nghịch chuyển năm tháng. Bất hủ chi thần chân thành nói, Tiêu Viêm chỉ vào đồng hồ cát đầy cát và nói, vì không tồn tại thời gian, tại sao đảo ngược, tương lai không có thể nhìn thấy, vì vậy không tồn tại, đảo ngược chỉ có tác dụng trong tuế nguyệt qua, nhưng thực sự đảo ngược tuế nguyệt chi thuật, nếu đảo ngược thay đổi xảy ra, sẽ có tác dụng trên người, với lại vô luận tốt xấu. Bất hủ chi thần trả lời, Tiêu Viêm nghe vậy đôi mắt sáng ngời. Vậy tuế nguyệt chi thuật này, có thể đảo ngược bao nhiêu? Tiêu Viêm không khỏi hỏi, trước khi đi hoa vực cứ vân vận, Tiêu Viêm đã phát hiện ra thời gian hay không đúng,
chỉ là lúc đó không biết là đi đến tương lai hay là trở về quá khứ. Nếu theo bất hủ chi thần, nên là Tôn Thượng dùng lực lượng để đảo ngược 5 tháng, đưa Tiêu Viêm đến quá khứ, sau đó thay đổi. Có thể Tiêu Viêm không bị bất kỳ cái gọi là tốt hay xấu cắn trả, tất nhiên, có thể có tác dụng của nó là cho những người đã đến thực hiện, cũng chính là tác dụng do Tôn Thượng. Chỉ cần ngươi không sợ, có thể trở về bất cứ lúc nào sau khi ngươi sinh ra, nhưng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, trời lớn có thể chết như thế nào cũng không biết. Bất hủ chi thần nói. Nói như vậy, Tiêu Viêm hiểu Tôn Thượng đã làm điều đó như thế nào. Tuy nhiên, sau khi đến đây, Tiêu Viêm càng nghi ngờ bản thân tầm suy đoán. Tiền bối, người sáng tạo của thuật này có thể là Tôn Thượng. Tiêu Viêm thăm dò hỏi, nó dường như không biết, Tôn Thượng đã làm cho Tiêu Viêm cảm thấy tuế nguyệt chi thuật. Bất hủ chi thần nghe vậy, mặt mèo cứng đờ. Ngươi có ký ức kiếp trước? Bất hủ chi thần nghi nói. Không. Cái kia, bộ truyện ta mới là người sáng tạo thuật này. Sự do dự này của bất hủ chi thần khiến Tiêu Viêm giờ khóc giờ cười. Tiêu Viêm trong nội tâm đã biết, thuật này 89 phần 10 xuất phát từ Tôn Thượng, mà bất hủ chi thần cũng chỉ dạy người cho cá mà thôi. Tiêu Viêm ôm quyền chắp tay, chỉ chờ bất hủ chi thần truyền thuật này cho hắn. Mí mắt bất hủ chi thần hơi nhấc lên, chỉ thấy đồng hồ cát trước mặt Tiêu Viêm thoáng chốc hóa thành một đạo kim quang, chui vào đã đến giữa mi tâm Tiêu Viêm. Chợt Tiêu Viêm chỉ cảm thấy lòng bàn tay nóng bỏng, giơ tay lên nhìn, một dấu ấn giống như đồng hồ cát từ từ hiện lên trong lòng bàn tay. Cảm giác nóng bỏng, giống như dấu ấn. Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi rằng, nếu thuật này vượt quá phạm vi mà ngươi có thể chịu đựng được, có một sai lầm không thể đảo ngược, những gì sẽ xảy ra vào thời điểm đó, sau đó không ai biết, bởi vì cái gì cũng có thể xảy ra. Bất hủ chi thần nhắc nhở Tiêu Viêm, Tiêu Viêm gật đầu tự nhiên hiểu được lợi ích trong đó. Mặc dù tạm thời không có nhu cầu đặc biệt, nhưng có thuật nghịch thiên này để tránh khỏi bất cứ tình huống nào, huống chi kỹ thuật không để người, tất cả đều đưa đến bên miệng Tiêu Viêm cũng không khách khí. Tiền bối, hỗn hồn thuật kia ta cũng muốn học. Tiêu Viêm chợt một lần nữa ôm quyền nhìn về phía bất hủ chi thần, người kia sửng sốt, sau đó trong đầu Tiêu Viêm xuất hiện thêm một mùi vàng. Thuật này cần dùng bản nguyên lực, đạo kim khí này của ta đủ để thi triển 5 lần tác dụng, nghịch chuyển thành 5 hơi thời gian. Tập mới đến đây là kết thúc, cảm ơn và hẹn gặp lại cả nhà ở tập tiếp theo. Xin like cho có tinh thần, thêm một đăng ký, muôn phần cảm ơn.